rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn vui mãi mãi bên nhau. Khấn xin mẹ thương dặn dìu tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Thiên Chúa.
người chồng sẽ thêm vững mạnh khi người vợ biết chu toàn bổ phận, và sự duyên dáng của người vợ sẽ khiến người chồng say đắm. Không giá nào có thể mua được những đức tính dày công tu luyện. Một người vợ biết kiềm hãm miệng lưỡi được coi như món quà của thượng đế trí tôn. Có được người vợ trung thủy là có được ích lợi biết bao lần. Vì sự đoan chính cũng không thể cân đo định giá. Như mặt trời ngời sáng trên ngàn cây đỉnh núi, sự đảm đang quán xuyến của người vợ cũng cao đẹp biết bao. Đó là lời Chúa. Thưa quý cha,
đường đàn bà John đem làm anh đang biết cùng là toàn thể cộng đoàn thân bằng thân thuộc đang hiện diện trong thánh lễ mừng kỷ niệm 40 năm hôn phối này. Tại sao chúng ta lại có thánh lễ này và lại tạ ơn Thiên Chúa về ân ban của đời sống hôn nhân gia đình? Đối với người đời, sự kết hợp giữa hai người nam nữ thành vợ chồng người ta gọi là cái duyên, và Việt Nam mình gọi là duyên trời xe định. Khi nói cái duyên thì ta cũng có cái định nghĩa, thì biết là một cái cơ hội, một cái sự sắp đặt nào đó đã khiến cho hai người gặp nhau nên vợ chồng và sống tình nghĩa với nhau suốt cuộc đời, người ta gọi là cái duyên. Không có giải thích được nhiều. Với chúng ta những người Công giáo thì chúng ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa đứng tạo dựng nên con người và muôn loài và sắp đặt mọi sự theo một chiều hướng tốt lành, như Ngài đã từng nói con người ở một mình không tốt và Ngài phải làm cho con người có một cuộc sống tốt hạnh phúc, đó là tạo dựng nên người nữ cho Eva, cho Adam, người nữ cho người nam. Cho nên chúng ta nhìn cái duyên đó là duyên của Chúa, là do sự an bài của Thiên Chúa sắp đặt. Và vậy chúng ta thấy ngay những chương đầu của Kinh Thánh thì hình ảnh của hôn nhân đã được nhắc đến, đó là khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người có nam có nữ. Ngài tạo dựng nên Eva cho Adam và ông ấy vui sướng reo lên: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ gọi là người nữ bởi vì từ người nam mà ra. Và Kinh Thánh viết tiếp: vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ và mình, thì cả hai sẽ trở nên một huyết thống. Một sự gắn bó mà người đời không hiểu được và phải quy cái điều đó về cho Thiên Chúa, và vì Chúa đã làm cho yêu nhau như vậy, Chúa làm cho họ nên một như vậy. Và sau này thì Chúa Giêsu đã căn cứ vào ý định ban đầu của Chúa và Ngài tuyên bố rằng sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Một bản văn thứ hai cho chúng ta thấy rằng Chúa sau khi tạo dựng nên con người thì Ngài trao cho họ, những người nam, những người nữ được trực tiếp với Ngài Chúa đó, thì Ngài trao cho họ đó là cái quyền, cái mệnh lệnh, đó là hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Đó là một khả năng mà Chúa ban cho con người được cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa. Vậy thì nơi đời sống hôn nhân chúng ta thấy được là họ, những người nam người nữ, đang phản ánh hình ảnh của một Thiên Chúa vô hình bằng chính cái phẩm chính của Thiên Chúa, đó là đấng yêu thương và là đấng sáng tạo. Chính trong đời sống hôn nhân, đôi bạn diễn tả một tình yêu trung tín. Cái sự trung thủy của đôi bạn sẽ diễn tả sự trung tín của Thiên Chúa, một Thiên Chúa yêu thương trung tín với con người đến cùng. Bất chấp cả tội lỗi của con người, Thiên Chúa vẫn yêu thương, và chính tình yêu đó và Ngài đã thực hiện công cuộc cứu độ, đã ban cho con người Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Ngài làm người thì Ngài cũng lại sinh xuống trong một gia đình. Hơn 30 năm, hơn 33 năm thực hiện công cuộc cứu chuộc, thì đã có 30 năm Đức Giêsu sống đời sống gia đình ở với mẹ Maria và thánh Giuse. Chu toàn mọi sự của một người con hằng vâng lời cha mẹ. Điều đó cho thấy gia đình có một tầm mức quan trọng trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Như vậy chúng ta thấy được hình ảnh Thiên Chúa vừa được phản ánh qua các công cuộc sáng tạo,
khi con người yêu thương gắn bó với nhau và tình yêu của họ đã mở ra một tạo vật mới, một con người mới xuất hiện. Đó là kết quả của tình yêu và là công trình kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện qua những người nam, người nữ trở thành người cha, người mẹ thay mặt Ngài trong việc công cuộc sáng tạo và chăm sóc những đứa con mà Thiên Chúa sẽ tạo dựng nhờ người cha, người mẹ này. Cho nên người tín hữu chúng ta nhìn lên đời, nhìn hôn nhân đó là một cái công trình của Thiên Chúa, một thể chế được Thiên Chúa thiết lập từ xa xưa nhất. Cho dù tội lỗi hay lục đại hồng thủy thì cái cơ chế này và lời mà Chúa nói với con người không bị mất, không bị xóa đi. Và chính trong đời hôn nhân, đôi bạn đã góp phần vào công tác, vào công cuộc sáng tạo và công cuộc cứu độ của Chúa. Khi họ làm chủ gia đình, thánh hóa gia đình của mình và làm cho gia đình mình hạnh phúc. Và con đường hạnh phúc của gia đình chính là con đường dẫn họ đến với sự hiệp thông với chính Thiên Chúa là cha và con thánh thần, là nguồn sống và là nguồn tình yêu vô tận, là hạnh phúc vĩnh viễn của con người. Và hôm nay chính cuộc sống hôn nhân đang diễn tả cái mối hiệp thông, cái mối hạnh phúc đó trong chính gia đình. Mừng thánh lễ kỷ niệm 40 năm hôn phối cùng với ông John Jack và bà Anna Tuyết, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng là hai ông bà đến đây và cũng kêu gọi quý cha, quý tu sĩ rồi thân bằng quyến thuộc để cùng với mình tạ ơn Chúa. Họ tạ ơn không hẳn là vì cuộc sống của họ đã trải qua 40 năm hạnh phúc đầy tràn như trơn tru. Tôi không chắc lắm như vậy, tôi cũng không biết hết cuộc sống của hai anh chị đấy. Nhưng mà tôi biết một điều rằng sự hiện diện của hai bà ở đây tức là họ đã trải qua được tất cả những thăng trầm trong cuộc sống, đã có những niềm vui, hạnh phúc và cũng có khi cả những nước mắt, đau thương. Nhưng rồi tất cả họ đã vượt qua được. Cho nên hôm nay họ có mặt ở đây. Và điều này đáng để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Đừng đặt dẫn chất ông bà đi qua những nẻo đường của trần gian, những nẻo đường của cuộc sống và vẫn đi bên nhau dù những thử thách gian truân để mà tồn tại, để mà còn đứng trước bàn thờ Chúa để lập lại cái lời giao ước ban đầu này. Điều này cũng nói lên một cái sự trung thủy của ông bà trong hôn nhân. Và biết bất chấp như nào thì họ đã đứng tiếp bây giờ lập lại được, đó là một sự trung thủy. Một sự trung thủy mà có nhiều thử thách. Và đồng thời đứng trước bàn thờ Chúa cũng diễn tả một sự trung tín. Vừa nói đến tình yêu trung tín của Thiên Chúa, đồng thời cũng nói đến sự trung tín của mình với Chúa. Và vì cái lời giao ước hôn nhân 40 năm trước là ông bà đã hứa trước bàn thờ của Chúa. Thế nên hôm nay đến trước bàn thờ Chúa vừa nhắc lại là con đã trung tín với lời hứa và con cảm tạ Chúa đã ban ơn giúp cho gia đình chúng con đã vượt qua được. Có lẽ lời tạ ơn của ông bà và gia đình chưa đủ, cho nên ông bà còn muốn nhờ đến quý cha thân quen, chồng họ, đến quý sơ, đến cộng đoàn và mời những người khác cùng với họ dâng thánh lễ tạ ơn Chúa hôm nay. Và đồng thời lời tạ ơn của ông bà cũng là một cái gì để mà giúp cho hội thánh, cho cộng đoàn nhìn lên một mẫu gương của những con người đã đi qua những nẻo đường của cuộc sống trần thế trong đời sống hôn nhân và vẫn còn tiếp tục đi với nhau 40 năm, 50 năm và có thể trọn đời. Trong khi trước những thử thách
những cám dỗ, những dấu tố cuộc đời. Có những đôi bạn chỉ đi với nhau từ một quãng đường rất ngắn đã phải chia tay rồi. Nên là nhìn nhận điều này, chúng ta lại càng cảm ơn Thiên Chúa nhiều hơn và cầu chúc cho ông bà đi chọn cuộc đời với nhau trong những năm tháng sắp tới luôn tìm được niềm vui, bình an, hạnh phúc trong gia đình, bên đảo con cháu của mình. Xin Chúa chúc lành cho những ước nguyện và cho giáo ước của bà được lập lại hôm nay. Công Gioan Bautista Nguyễn Thế Giang và bà Anna Trần Thị Tuyết thân mến, tưởng nhớ lại lễ cử hành năm xưa, trong đó qua bí tích hôn phối, ông bà đã liên kết với nhau bằng mối dây không thể tháo gỡ. Giờ đây trước mặt Chúa, ông bà muốn lặp lại những lời hứa năm xưa mà ông bà đã cam kết với nhau. Ông bà hãy khẩn cầu Chúa ban ơn để những lời thề hứa này được nên vững bền. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng đã muốn dùng chương trình rất khôn ngoan của Ngài để diễn tả lịch sử cứu độ bằng tình yêu, bằng lòng chung thủy và bằng sự phong phú của hôn nhân. Trong tâm tình cảm tạ tình yêu thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin. Công cho những ai giữ giao ước của người, chúng
ta cùng cầu nguyện cho ông bà trong ngày kỷ niệm 40 năm hôm nay. Hôm thôi hôm nay được phương tràn đầy phúc lành của Chúa và chúng thành thì yêu giao ước tình yêu hôn nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang sống đời gia đình, biết vui lòng đón nhận những khó khăn, tự thân và gắn bó với nhau là chứng cho tình yêu Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Yeah.
Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế mỗi ca tụng các thiên thần, chúng con ca lời Chúa và hân hoan tuyên dâng thần. Chính nhờ người, với người và trong người,
và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trao sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Giờ đây, gia đình con có những đóa hoa tươi dâng lên cha cố
quý cha đồng tế bày tỏ lòng tri ân và biết ơn, xin cha vui nhận. Xin cảm ơn. Con xin mượn một bài hát, xin mọi người vỗ tay ạ. Xin chúc cha một mùa xuân hạnh phúc, xin chúc quý cha một năm mới hy vọng, xin chúc quý cha một mùa thánh nhân, và chúc mọi người một năm mới bình an. Ta chúc nhau một mùa xuân hạnh phúc, ta chúc nhau một năm mới hy vọng, ta chúc nhau một mùa xuân thánh nhân, và chúc mọi người một năm mới bình an. Xin cảm ơn mọi người. Xin cha có lời huấn dụ thân yêu để cho chúng con. Xin trân trọng kính mời cha. Hôm nay là một kỷ niệm 40 năm ông đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Chắc chắn hôm nay đã lắm. Chúng ta đã sống lại những kỷ niệm vui buồn, và chúng ta đã dâng cho Chúa tất cả những biến cố trong cuộc đời. Xin Chúa chúc lành và ban cho ta sẽ tiếp tục sống hạnh phúc, đại trở thành vinh lành cho con cháu và xứng đáng được Chúa thờ phụng sau này. Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong cho anh chị em đi bình an. Chúa chung vai ngày
tháng tương lai tình nồng thắm mãi. Hạnh phúc trong ta nở giữa bao la, hạnh phúc trong ta nở khúc tình ca. Nắm tay nhau cùng nhau thề nguyện chung ngày sẽ tới, được Chúa thương độ thánh ơn, đời sẽ tuôn tràn hương nồng. Hạnh phúc cho anh, hạnh phúc cho em.